Hello anh em, chắc hẳn các sen xe cũng đã biết rằng sắp tới sẽ có một em học sinh mới học tại trường Red Winter sẽ gia nhập rồi nhỉ. Tuy nhiên, nếu những sen xe còn lại chưa biết chuyện gì sắp tới thì có thể nói tóm gọn lại là có một event rerun và sẽ có một bản đồ sắp ra nhá. Mà thôi, chủ yếu mình làm video này là mình muốn nói cho các sen xe biết trước, đó là ngày 18 tháng 10 sẽ có event và học sinh banner mới. Và video này mình sẽ ưu tiên hơn về review em học sinh mới sắp ra. Vậy thì chúng mình hãy cùng tiến sâu vào video. Maria là học sinh tại trường Mùa Đông Đỏ cùng với Cherino, Nodoka. Em ấy cũng là một trong những lãnh đạo của người bảo vệ trong trường của Mùa Đông Đỏ. Wow! Nếu như các sensei là fan của sát thương AOE, cost thấp và dùng đam vàng thì Marina sẽ là một học sinh đáng, rất đáng để sở hữu. Nếu như các sensei muốn lương sensei tóm tắt một cách ngắn gọn thì các sensei chỉ cần biết đó là Momoe cộng Yuko bằng Marina. Chỉ vậy thôi. Rất là ngon phải không? Marina là học sinh thuộc class Tanker dùng đạn vàng với kỹ năng chủ yếu là né tránh. Tuy nhiên, những kỹ năng của Marina mà mình thấy thì nó lại giống như một con DPS hơn là một Tanker. Lý do tại sao ư? Với lý do thứ nhất, em ấy có khả năng bất tử khi máu rơi xuống 20% kéo dài ít nhất là 12 giây. Khá giống với Yuko là một DPS dùng đạn vàng. Tuy mình nói là khá giống nhưng mình thấy kỹ năng thường của Marina với nội tại của Yuko lại là một. Thứ hai là em ấy sẽ được buff tỷ lệ né tránh khi Marina bắt đầu sử dụng kỹ năng EX. Và điều cuối cùng thì EX của Marina tốn chỉ có 3 cost, là một đòn tấn công AOE liên hoàn có hình cánh quạt và có khả năng giảm tỷ lệ hồi máu và đẩy lùi kẻ địch. Vâng các xem xe, đây là class tăng cơ DPS với khả năng né đạn. Wow! Vậy chúng ta có nên roll em ấy? Marina là một học sinh tăng cơ nhưng lại chuyên sử dụng để clear đàn quái nhỏ với kỹ năng EX với cost thấp. Tất nhiên, có nhiều map ra rất nhiều quái nhỏ máu vàng như map cày sách kinh nghiệm chẳng hạn. Sensei chúng ta có lên roll em ấy không? Và câu trả lời mình có thể là lên roll tùy vào đội hình của các bạn. Marina nào tăng cơ DPS, do đó khả năng tự hủy của em ấy là rất là cao trừ khi các bạn có một supporter hoặc có một healer trong đội. Bên cạnh đó, Momoe cũng là một lựa chọn khá là tốt thay vì cho Marina bởi vì Momoe cũng có khả năng tấn công AOE bằng kỹ năng EX của mình. Vậy các bạn có nên gacha Marina? Theo mình thấy thì nếu các bạn thiếu một tanker DPS, ví dụ như kiểu The Suri chẳng hạn, thì Marina sẽ là một học sinh đáng để gacha vì em ấy rất hữu dụng cho nhiều content trong game, portray, PvE, 4 bảng, EXP, ví dụ nha. Tóm tắt chung thì Marina là một học sinh đáng để quay. Tuy nhiên, các sensei nên nhớ rằng Marina là một học sinh có thể gacha trong banner thường vì em ấy không phải là limited. Các sensei có thể roll em ấy khi mà lỡ lệch rate trong các banner limited. Vậy thôi, xin chúc các anh sensei gacha tốt nếu như muốn xỉu em nói nhé. Đây là Lương Béo, xin chào mọi người và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới.